Thông báo về việc phong chức linh mục. Tòa giám mục Mỹ Tho, 32 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Mỹ Tho, ngày 23 tháng 10 năm 2023. Thông báo phong chức linh mục. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Ngày 24 tháng 11 năm 2023 tới đây, Đức giám mục giáo phận dự kiến sẽ phong chức linh mục cho 8 thầy phó tế có tên sau đây. 1. Thầy Gioan Bautista Trần Phước Duy, sinh năm 1987, thuộc giáo xứ Tân Quý, Đồng Tháp. 2. Thầy Ambrosio Nguyễn Hoàng Khôn, sinh năm 1990, thuộc giáo xứ Fatima, Đồng Tháp. 3. Thầy Giuse Phạm Công Luận, sinh năm 1991, thuộc giáo xứ Bắc Hòa, Long An. 4. Thầy Alfonso Mai Huỳnh Duy Tân, sinh năm 1988, thuộc giáo xứ Cai Lậy, Tiền Giang. 5. Thầy Matthew Huỳnh Nhật Tân, sinh năm 1992, thuộc giáo xứ Thiên Phước, Đồng Tháp. 6. Thầy Paulo Kiều Tấn Thành, sinh năm 1991, thuộc giáo xứ Mỹ Điền, Long An. 7. Thầy Paulo Hà Văn Thuận, sinh năm 1988, thuộc giáo xứ Ba Dòng, Tiền Giang. 8. Thầy Paulo Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1988, thuộc giáo xứ Bến Dinh, Đồng Tháp. Xin quý cha đọc thông báo này cho quý tu sĩ và anh chị em giáo dân vào 3 ngày Chúa Nhật 29 tháng 10, mùng 5 tháng 11 và 12 tháng 11 năm 2023 để dân Chúa hiệp lời cầu nguyện cho quý thầy dọn lòng sốt sắng lãnh nhận chức linh mục. Nếu có điều gì ngăn trở theo giáo luật, xin quý cha và anh chị em báo lại cho tôi biết. Anh chị em giáo dân có thể báo qua cha sở hoặc trực tiếp với chúng tôi tại tòa giám mục. Kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân tràn đầy hồng ân Thiên Chúa đã ký và đóng dấu linh mục tổng đại diện Paulo Trần Kỳ Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.